Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà Tân Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại trục đường liên khu 16-18 nha quý anh chị. Ở đây hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha, giáp ranh với lại khu quận 6, gần ngay chỗ chợ cây Sa, rồi gần ngay chỗ cái chợ Bình Trị Đông cũ nha quý anh chị ha. Thì ngôi nhà của mình có kết cấu là một trệt ba lầu quý anh chị ha, gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đây có hướng chánh là thuộc hướng tây quý anh chị, và vị trí ngôi nhà của mình là hẻm xe hơi xe tải của chú anh chị mình vào tới vị trí ngôi nhà của mình được luôn nha quý anh chị ha. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha quý anh chị ha. Đó, ngôi nhà của mình thì gần ngay chỗ góc tỉnh lộ 10 mình đi vào của chú anh chị, đường liên khu 16 là gần ngay chỗ góc tỉnh lộ 10 mình đi vào ha. Kế bên đó là nó có một cái ngân hàng ACB nằm ở trên mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10, và đối diện đó là trường Bình Trị Đông 2 của chú anh chị ha. Trường Bình Trị 2 của chú anh chị, đối diện trường Bình Trị 2 là cái ACB, kế bên là cái đường liên khu 16-18 của chú anh chị ha. Để mình đi vào vị trí ngôi nhà của mình, và hiện tại ngôi nhà của mình đang thuộc hai sẹt của đường liên khu 16-18, thuộc cái con hẻm 72 của đường liên khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Một trệt 3 lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đang có hướng chánh là thuộc hướng tây, có số hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị. Và mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng cái căn nhà này là 2 tỷ 180 triệu nha, 2 tỷ 180 triệu của chú chị ha. Thì nếu cô chú chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ video này nha, và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của chú chị nha. Và bây giờ thì cùng mời Nguyễn Hoàng để xem toàn bộ cái ngôi nhà này, và Nguyễn Hoàng sẽ quay đường xá cho cô chú chị mình xem nha. Chợt 3 lầu nha, lầu 1 của ngôi nhà mình đây, lầu 2 đây, ở bên trên thì có lầu 3 ha. Khu vực này sẽ là khoảng không gian khu vực lan can của ngôi nhà nè, lan can lầu 1, lan can lầu 2 nè cô chú anh chị. Và lầu 1, lầu 2 thì có cửa chính, cửa sổ nha. Còn riêng cái lầu 3 là chỉ có cái cửa sổ thôi, không có cửa chính cô chú anh chị nha. Thì bên trong này thì có khoảng cỡ 4 đến 5 căn nhà thôi. 4 đến 5 căn nhà thôi cô chú anh chị ha, là hết rồi. Đó, nhà mình đây. Đó, gạch ốp cao ráo lên tới bên trên nè cô chú anh chị, ốp xung quật xung quanh cao ráo ha. Nhà hiện tại đang thuộc con số là 72 sẹt mà 37D, đường liên khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Ở thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Ngôi nhà mình hiện tại bề ngang là 3m4 nha quý chú chị. Ngang 3m4 và chiều dài của ngôi nhà mình là 4m nha. Ở một trệt 3 lầu của chú chị ha. Sổ hồng riêng nha. Và ban công của ngôi nhà mình là được chỗ ra thêm là 9 tấc nha quý chú chị nha. Thì lên bên trên của lầu 1 và lầu 2 là ngôi nhà mình là 4m9, còn riêng ở dưới tầng trệt này là chiều dài là 4m nha. Ở dưới tầng trệt thì chiều dài 4m, và lầu 3 là chiều dài là 4m, còn riêng lầu 1, lầu 2 là chiều dài tính luôn cái ban công là 4m9 nha. Ngang là 3m4. Đó, thì đường ở đây là đường rộng khoảng có 4m rưỡi nha cô chú anh chị, khoảng có 4m rưỡi đến 5m ha. Xe hơi mình vào đến tận vị trí ngôi nhà của mình được luôn. Ở nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này là 60,8m2 nha. Tính luôn 3 lầu nha cô chú chị, một trệt 3 lầu là 60,8m2 nha. 60,8m2. Ở bên này thì gạch ốp cao ráo lên tầm khoảng có 1m2. Nói chung là toàn bộ dưới đây là ốp cao ráo lên tầm 1m2 hết cô chú chị. Ở khu vực này nè, ốp cao ráo hết. Này sẽ là khoảng không gian khu vực gian bếp của ngôi nhà mình, bồn rửa chén ở đây. Rồi bên này sẽ là khu vực toilet ha. Cầu thang thì mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang là cầu thang sắt nha cô chú chị. Nhà mình thì có sử dụng là máy bơm đẩy nha cô chú chị. Đó, được trang bị máy bơm đẩy ở bên này luôn. Rất là tiện ha. Ở đây, khu vực này thì chắc là thiết kế mình để máy giặt ở đây được nè. Bồn rửa chén ở đây nha. Bên trong này sẽ là toilet của ngôi nhà mình đây. Đó, toilet này cô chú chị. Vòi sen tắm đồ đầy đủ hết ha. Gạch thì cũng ốp cao ráo lên tầm 1 mét rưỡi nha. Đó, có cửa nè. Cửa này cửa nhựa nha cô chú chị ha. Cửa nhựa, cửa lùa, cửa xếp nha. Cửa xếp ở đây. Còn phía bên này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet đó, ở bên khu vực gian bếp của ngôi nhà mình, nó nằm ở bên này. Gian bếp thì nói chung là nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi cô chú anh chị. Mình về mình có thể mình làm thêm mấy cái hệ thống tủ ha. Ở hệ thống tủ nhôm ở bên trên và bên dưới nha cô chú anh chị, để cho nhìn nó lịch sự hơn ha. Với lại chủ cũng có xây một cái bức tường ở đây nè. Đó, bức tường ngăn nó phong thủy nha cô chú anh chị nha. Đó, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết, để Hoàng bật đèn cho cô chú anh chị mình xem. Rồi cũng Hoàng giờ đi qua bên này lên cầu thang nè. Cầu thang này là cầu thang bằng sắt nha cô chú chị. Và nhà mình thì hiện tại chỉ có một lớp cửa thôi, là một lớp cửa sắt kéo lùa đó cô chú chị ha, kéo lùa hai bên nha.
đồng hồ nước, đồng hồ điện nhà mình là điện nước, nước chính của nhà nước nha. Đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở bên tay trái nè, còn đồng hồ nước thì nó nằm ở bên ngoài này của chú chị, nằm phía bên ngoài này nè của chú chị nha. Nó có cái hộp ren đó của chú, cái hộp đựng cái đồng hồ nước của chú chị, nó nằm ở phía bên ngoài ha. Đó, điện nước là của nhà nước nha của chú chị nha, điện nước là nhà nước hết nha. Ở bên này là chủ có làm một cái hộp ren này của chú chị đó, khu vực này nè, ở khu vực phía trước mặt của chú anh chị mình là cái hộp ren, tại vì bên trên lầu ba nó có một cái bồn nước ở bên trên nha của chú anh chị nha, nó có một cái bồn nước ở bên trên nha. Đó là cái hộp ren của mình, nó nằm ở bên trên đó. Ở là bên trên lầu 1 thì có khoảng không gian ban công, và lầu 2 cũng có khoảng không gian ban công để mình có thể mình phơi đồ hoặc là mình trồng cây đồ, nó cũng khá là tiện nha của chú anh chị đó. Chẳng hạn như chủ hiện tại đang trồng một cái cây dừa ở đây nè, khu vực này sẽ là khu vực khoảng không gian lan can của ngôi nhà mình đây. Khu vực này là cái ban công, ở chủ hiện tại có trồng một cái cây dừa đó ha. Cửa này là cửa sắt nha của chú chị ha, sắt kính nha. Đó, lan can tay vịn là bằng sắt, cao khoảng cỡ chừng 1m2 nha, cao khoảng có 1m2. Đó, đối diện ngôi nhà hàng xóm của mình nè, đó, khu dân cư hiện hữu hết nha của chú chị. Khu này khu dân cư hiện hữu ha. Đó, đường xá nó rất là rộng rãi nha, từ đây rẽ phải ra cái là ra tới mặt tiền đường rồi. Rồi ra ngay chỗ tỉnh lộ 10 nó cũng khá là gần nha cô chú chị, ra ngay chỗ chợ nè, chợ Cây Gia Xà hoặc là chợ Bình Trị Đông cũ nó cũng gần. Hoặc là mình có thể mình ra ngay chỗ giáp ranh với lại quận 6 nó cũng gần cô chú chị ha. Riêng cái lầu 1 này á, khu vực khoảng không gian lầu 1 này thì có một cái toilet nó nằm ở bên trong phòng này luôn cô chú chị. Chủ đã trang bị sẵn cho cô chú chị mình một cái toilet nó nằm ở bên trong phòng này luôn. Thì phòng này thì có bồn cầu, lavabo, gương soi, móc treo đồ, rồi vòi sen tắm, đồ đầy đủ hết ha. Có chừa sẵn cái đường ống dây điện để cô chú chị mình gắn cái máy nước nóng luôn nè, nó nằm ở bên tay trái nè cô chú chị ha. Đó, bên này thì sẽ là mấy cái máng để mình treo khăn đồ đó cô chú chị. Đó, bên này là bồn cầu đây, bồn cầu lavabo đây, gương soi đồ đầy đủ hết. Nó gạch nó dưới là gạch nhám ha, và hiện tại thì cái nền gạch này cái khoảng không gian toilet nó cũng cao hơn so với lại cái khoảng không gian này cho cô chú chị nha. Rồi, cái này là khoảng không gian cửa sổ của ngôi nhà mình, nó nằm ở bên này nè. Ở cửa sổ thì có khung bảo vệ đồ đầy đủ hết. Đây, trang bị khung bảo vệ. Bên này thì chủ có làm cái hệ thống cửa nhôm. Rồi khung dựng vách nhôm lên nè của chú anh chị, vách nhôm kính lên ha, cao lên tới bên trên luôn. Nếu của chú anh chị mình để mình xài có máy lạnh nó cũng khá là tiện nha. Đó thì đường ống máy lạnh thì mình có thể mình gắn ở đây, mình khoét cái lỗ ở đây nè, mình gắn cái máy lạnh ở đây nha. Ở chủ ngăn vách nhôm kính lên luôn rồi, rất là tuyệt vời. Ở bên này cũng có ốp gạch nè, ốp lên cao khoảng 1m2 nè cô chú anh chị. Và đây là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang thì hiện tại là tay vịn là bằng sắt của chú anh chị nha, tay vịn bằng sắt, bề mặt đi bằng sắt luôn, nó rất là kiên cố của chú anh chị. Ở lên bên trên lầu 2 thì có một cái phòng ngủ, nói chung là nó rộng lắm cô chú anh chị ơi. Ở lầu 2 là phòng ngủ rất là rộng nha. Mấy cái cây này là cây đà nha cô chú chị, cây đà bê tông cốt thép nè. Đó, rất là kiên cố nha cô chú chị ha, để nó chịu lực được mấy cái phần kia của chú chị. Ở khu vực này là lầu 2 nha, lầu 2 nè cô chú chị nha, lầu 2 đây, khu vực ban công của ngôi nhà mình là lầu 2 nè. Ở chủ cũng có trồng một cái cây dừa nè cô chú chị nha, trồng một cái cây dừa kiển ở đây. Ở phía này sẽ là cái lan can của ngôi nhà mình đây, lan can ha, lan can bằng sắt, cao khoảng có chừng 1m2 ha, cao khoảng chừng 1m2. Rồi có cửa nè cô chú chị, cửa kính nè, ở khung cửa kính đồ đầy đủ hết bên này. Và bên này sẽ là một phòng ngủ ha, thì mình về mình có thể mình ngăn vách nhôm kính lên là mình làm được một phòng. Và hiện tại thì nói chung là chủ làm mà nó không gian mở cô chú chị, thì cô chú chị mình về mình có thể mình tân trang, mình ngăn vách nhôm lên theo cái ý thích của mình. Ở đây thì điện nước, nước chính của nhà nước hết cô chú chị nha, điện nước là nước chính của nhà nước hết. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ giới thiệu lên cái lầu 3 cho chúng chị mình xem. Ở khu vực này là cái đường ống nè, đường ống ở trên cái bồn nước nè, mình cấp nước xuống ở bên dưới của chú chị. Nói chung là nước rất là mạnh đó cô chú chị nha, nước rất là mạnh luôn. Ở đây là một phòng nè, ở phòng này rộng rãi lắm cô chú chị ơi. Ở phòng rất là rộng rãi và thoáng nha, ở phòng rộng rãi thoáng mát của chú chị. Khu vực phía ngoài là ban công,
Ở ban công thì cũng có lan can đồ đầy đủ hết. Giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 3 nè quý anh chị nha. Lầu 3 của ngôi nhà mình thì cũng là một phòng ngủ, nhưng mà không có cửa chính, không có ban công. Thì thay vào đó là chủ có làm một cái sino ở đây nè, sino ở ngoài đây ha. Cái này thì mình cũng có thể mình trồng cây ở ngoài đây cũng được nha cô chú anh chị nha. Một cái sino, đó, một cái sino ở ngoài đây nè. Đó, một cái sino ở ngoài đây nha cô chú anh chị ha. Thì cái này sẽ là khoảng không gian cửa sổ nha. Cửa này là cửa sổ của chú anh chị. Đó, khu vực này sẽ là một phòng nè. Thì nãy Ngũ Hoàng có nói cho cô chú anh chị mình là cái bồn nước đây. Đó, cái bồn nước của ngôi nhà mình nó nằm ở đây nè. Đó, bồn nước nha cô chú anh chị ha. Ở đây là một phòng. Ở phòng này rộng nha cô chú anh chị. Phòng này rất là rộng nha, rất là rộng và thoáng luôn á. Rất là rộng và thoáng luôn. Đó, bồn nước nho nhỏ xinh xinh. Đó, bồn này chắc khoảng cỡ 300 lít đó cô chú anh chị ha, khoảng có 300-400 gì đó. 300-400 lít gì đó. Đó, khoảng tại thấy nó hơi nhỏ nhỏ nè, nhìn nó rất là gọn nha. Đó, thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái ngôi nhà này liên hệ với Hoàng ngay để mình qua mình xem cái ngôi nhà nha. Ân ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Cô chú anh chị mình quan tâm thì mình liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Đó, nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo của chú chị ha. Và bây giờ thì Hoàng cũng xin thông báo lại cho cô chú chị mình là ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc con số là 72. 72/37 dê đường liên khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của chú chị ha. Ở ngôi nhà mình có bề ngang là 3m4 và chiều dài là 4m4 nha cô chú anh chị. Lầu 1 và lầu 2 thì cái ban công đua ra thêm được 9 tấc, là chiều dài là được 4m9 cô chú anh chị ha. Gồm kết cấu là một chạp 3 lầu sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị. Một chạp 3 lầu nha cô chú anh chị nha. Đó, tổng diện tích đất của ngôi nhà mình là gần 14m2, nhưng mà diện tích sàn của ngôi nhà mình đó là 60,8m2 cô chú anh chị nha. 60,8m2. Ở nhà hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng tây cô chú anh chị. Ở gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đang có hướng chánh hướng tây. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 2.180.000.000, 2.180.000.000 nha cô chú anh chị ha. Giá này thì chủ vẫn còn thương lượng nữa. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem nhà, ân ý mình gặp trực tiếp chính chủ cô chú anh chị nha. Đó, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ cô chú anh chị ơi. Rồi, gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ nè, rồi chợ Bình Trị Đông mới, rồi mình gần ngay chỗ chợ Cây Nha Xà luôn. Giáp ranh với là quận 6 và giáp ranh với lại khu Tinh Lửa luôn, rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển của chú chị. Thì nếu của chú chị nào quan tâm liên hệ của Hoàng ngay để mình qua mình xem liền nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú chị mình ở clip tiếp theo nha.